Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đinh Giải Trí. Và bây giờ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Ca sĩ Khánh Bình lên tiếng bênh vực Linh Lan, mẹ của bé Hai Lan. Trong khi không ai dám đứng ra bênh vực vợ hai của Vân Quang Long, thì ca sĩ Khánh Bình lại đi ngược số đông. Trước những làn sóng chỉ trích Linh Lan, ca sĩ Khánh Bình Bolero đã dành nhiều lời khen ngợi cho vợ hai Vân Quang Long. Anh chia sẻ MV từng mời Linh Lan tham gia phụ họa với lời chia sẻ: "Một đứa em trong nghề rất dễ thương và tình cảm, đến cách sống rất lễ phép, diễn viên Linh Lan." Được biết trong MV này, Linh Lan đã có những pha diễn xuất tình tứ cùng Khánh Bình. Bên dưới dòng chia sẻ của ca sĩ Khánh Bình, rất nhiều người đã đồng tình: "Càng lúc càng thấy thương hai mẹ con em Linh Lan, cố gắng lên nha em. Trời ban cho em một cô con gái rất thông minh và có thần thái lắm. Sau này sẽ rất khá, không tệ đâu. Thiên hạ bên ngoài chính người mời ý. Có nhiều người ghét thì cũng có rất nhiều người thương. Mình cứ dành động lực là người thương mình để vươn lên. Còn ai ghét mình thì mình coi như cát bụi bay qua đời thôi, đừng thèm để ý họ. Họ càng ganh ghét tức tối thì họ càng nói càng chửi, và họ càng chút phiền phức u uất." Theo dõi từ đầu, còn nhiều người đứng về phía em lắm, em cố gắng lên nha. Miệng đời vậy đó, mình đạp lên mà sống. Rất nhiều người đã để lại bình luận khen ngợi giọng hát của ca sĩ Khánh Bình và diễn xuất của Linh Lan, đồng thời động viên Linh Lan sẽ sớm vượt qua nỗi đau này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại cảm nghĩ của mình. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để xem những video mới nhất mỗi ngày nhé.